Để sở hữu cho mình một cái máy hút bụi cầm tay BSN16 đến từ nhà Boss này thì mọi người phải bỏ ra cái giá thành nó chỉ loanh quanh trên 2 triệu một tí thôi. Nhưng đổi lại mọi người được một cái máy hút bụi thiết kế nó khá là ok. Cái nữa là lực gió thì cực kỳ mạnh. Tiếp đó là công suất khá là cao, đến 125W. Cái nữa là cái con này pin lên đến 40 phút, bình thường trên thị trường nó chỉ pin nó loanh quanh 10-15 phút là cùng thôi, nhưng con này pin lên đến 40 phút và sử dụng cái pin thế hệ mới là pin lithium, công suất và cái hiệu suất của nó tốt hơn cái dòng pin niken đời trước rất là nhiều. Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube của nhà B89. Trước mặt em đây là một cái máy hút bụi cầm tay đến từ nhà Boss. Con này thì nó có cái mã là BHN16L. Có cái công suất tiêu thụ lên đến 125W, sức gió cực kỳ mạnh. Và con này có cái dung lượng pin lên đến 40 phút và sử dụng cái pin thế hệ mới lithium. Nên mọi người chỉ sạc tầm 5 tiếng thôi. Bây giờ mọi người đi tìm hiểu về cái sản phẩm này cùng B89 nhá. Bây giờ anh chị cùng B89 đi mở hộp cái máy hút bụi Boss BHN16L nhá. Xem bên trong nó có những cái chi tiết gì. Một cái sạc này. Một cái thân máy này. Một cái đầu hút này, một quyển hướng dẫn sử dụng. Trên màn hình quý anh chị là cái máy hút bụi cầm tay Boss BHN16L. Thì nó sẽ gồm một cái thân máy này, một cái đầu hút khe này và một cái sạc. Con này thì nó là cái màu nâu nhá. Cùng em đi sâu hơn vào thông số kỹ thuật của cái máy hút bụi cầm tay này. Con này thì nó có cái mã là BHN16L/04 này. Cái nguồn của nó là 18V này và có cái dung tích pin của nó là 500mAh và con này thì có thể hút lên đến 40 phút. Con này thì được sản xuất ở China, nhập khẩu trực tiếp bởi Boss Việt Nam. Pin của nó là sử dụng cái loại pin đời mới nhá, pin lithium. Cái hiệu suất rất là cao và sạc nó nhanh hơn các đời niken rất là nhiều. Cái dòng này thì nó rất là dễ sử dụng thôi, nó chỉ có một cái nút ấn này và đây là một cái tháo ra. Thì con này thì nó đã cải tiến so với cái đời trước là nó có hai mức công suất này, 1 này và 2 này. Đó. Thì nó sử dụng cho tùy cái nhu cầu, mình muốn hút khỏe thì mình chọn mức 2, mà vừa vừa thì tiết kiệm pin thì mình chọn mức 1 và off. Đó, rất là dễ sử dụng, ai cũng có thể sử dụng được. Bây giờ em sẽ đi sâu hơn về cái màng lọc và cái hộp đựng bụi của cái dòng Boss BHN16 này. Này, mọi người ấn vào cái nút này, tháo ra, đổ rác và rửa cái này. Toàn bộ cái này mọi người đều rửa được hết nhá. Đây này, đây là màng lọc thô này, màng lọc bụi này, thường này, và đây là màng lọc bụi mịn này. Cái này thì mọi người không nên rửa và hạn chế nhá. Cái này, còn lại toàn bộ cái này là mọi người có thể rửa được hết. Rửa phơi khô sạch sẽ rồi bắt đầu mình với sử dụng nhá. Boss thì vẫn đang trung thành với cái sạc kiểu truyền thống của Boss. Đây, con này thì nó là chân tròn, rất là phù hợp với cái ổ cắm điện Việt Nam mình. Điện con này thì sử dụng điện 220. Đây này. Từ 100 đến 240V điện toàn cầu. Đây, đằng sau nó có một cái cổng sạc này. Đây, mọi người thấy nhấp nháy này là được, khi nào nó không nhấp nháy sáng không là đầy pin. Con này thì có thể sạc trong vòng tầm 5 tiếng và sử dụng trong 40 phút. Vì đây là hàng nhập khẩu chính hãng bởi Boss Việt Nam nên mọi người sẽ có cái tem bảo hành này. Đây, ở đây nó có số điện thoại của Boss Việt Nam này và có cái mã quét QR code để đăng ký cái bảo hành nhá. Con này thì bảo hành 24 tháng lỗi kỹ thuật. Em nói qua một chút về cái BHN16 và BHN20. Thì thực ra hai con này đều có cái công suất giống nhau là 125W và gió rất là khỏe. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là BHN20 là khỏe hơn BHN16, không phải.
BSN20 là tức là cái nguồn vào của nó 20V thì mà nó nguồn vào nó sạc nó nhanh hơn là BSN16 thôi. Và cái con BSN20 thì nó có cái dung lượng pin của nó là được 45 phút. Thì khác cái con này là nó hơn con này 5 phút và sạc nhanh hơn. Chứ còn công suất đầu ra của nó vẫn là chỉ là 125 W thôi, sức gió là như nhau. Và con đấy thì cao hơn con này mấy trăm ngàn. Mọi người thì có thể cân nhắc giữa BSN16 và BSN20. Đây là cái hút bụi BSN16 em đã dùng tầm 2 năm, quăng quật thoải mái, hút nó chỉ hơi xước và bẩn một chút thôi, nhưng mà bền, cực kỳ bền luôn. Đây, em đang dùng này. Một trong những cái vật mà em dùng nhiều nhất đối với cái dạng mà dọn vệ sinh nhà. Đây. Mọi người để ý này. Đó, hút cho khỏe không? Táo quyển sách hút được lên luôn. Đây này. Đó. Dã man đâu. Cả mấy quyển sách. Đấy, mọi người thấy không? Để theo em đánh giá thì thực sự là cái dòng hút bụi cầm tay này gần như khó có hãng nào vượt được qua Bose về cái độ hoàn thiện và cái tốc độ gió. Thực sự Bose hút siêu siêu khỏe luôn. Một trong những cái dòng mà em rất ưng mà cái tiếng gió của nó rất là êm chứ nó không chói tai. Một vài lưu ý khi mình sử dụng cái dòng máy hút bụi cầm tay này. Đầu tiên là mọi người gần như là hết pin mọi người với sạc. Mọi người đừng có cắm liên tục, nó bị chai pin. Cái thứ hai là mọi người nên vệ sinh cái màng lọc và cái hộp rác thường xuyên để nó có một cái lực gió tốt nhất. Vì nếu mà mọi người không đổ rác và không vệ sinh cái màng lọc này, nó sẽ bị vít cái màng lọc với cái lực hút của máy càng ngày nó càng yếu. Tiếp đó là một cái là dòng này thì mọi người không được hút nước nhá. Hút nước nó sẽ bị chảy vào trong motor, nó sẽ cháy. Cái dòng này thì hãng nó không cho phép mọi người hút nước. Hút một tí thôi thì được, chứ còn hút mà nó nhiều nước và nước nó sẽ vào motor, nó sẽ hỏng ngay. Lúc đấy thì hãng nó sẽ từ chối bảo hành. Các dòng Bose bây giờ thì được phân phối trực tiếp bởi Bose Việt Nam, giá thành rất là tốt và bảo hành chính hãng lên đến 2 năm mà bảo hành bằng tem điện tử nhá. Mọi người chỉ cần kích hoạt, đọc số điện thoại là ok. Cái dòng này thì bên em đang có sẵn tại cửa hàng Free Ship Nội Thành Hà Nội, Ship Seller toàn quốc, nhận hàng chính tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị đây là hàng chính hãng, bảo hành 24 tháng nhé. Anh chị nào muốn mua hàng thì đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985 608831. Em xin chân thành cảm ơn.